Quỳnh Phương mến chào quý vị nha. Hôm nay thì Quỳnh Phương sẽ chia sẻ cho quý vị một cái món chay, một cái món ngon miền Tây rất là đặc trưng đúng không quý vị? Đó là cái món mắm kho. Này thì bữa nay Quỳnh Phương làm cái món mắm kho chay đơn giản, chấm rau rất là ngon luôn quý vị. Rồi làm như thế nào rồi Quỳnh Phương mời quý vị vào bếp thực hiện cùng với Quỳnh Phương nha. Rồi, cái này thì Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây khoảng trăm mấy gram mà chưa tới 200 gram nấm quý vị. Nấm rơm này Quỳnh Phương gọt bỏ cái chân nấm hết rồi. Bây giờ mình đem rửa nha. Thì để rửa cái phần nấm rơm này thì Quỳnh Phương rửa trong cái phần nước muối pha loãng đó quý vị. Đó, mình rửa sơ rồi mình ngâm luôn, sẵn đây mình ngâm luôn. Thì nấm nãy Quỳnh Phương rửa sơ rồi. Gọt chân rồi rửa sơ qua cái. Bây giờ mình ngâm nước muối khoảng 5-10 phút quý vị. Tiếp theo thì quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương một thao nước nữa nha. Cũng là nước muối pha loãng luôn. Đó, lúc này thì mình chuẩn bị thao nước này cho trái cà. Thì cà Quỳnh Phương sử dụng một trái cà tím. Đó, cà tím thì cắt bỏ cái phần cuống ha. Nó tiết kiệm xíu thì mình bỏ cái phần trên, rọt bỏ phần này. Rồi, cái này thì Quỳnh Phương cắt làm hai. Nó có nhiều kiểu cắt thì quý vị thích cắt dọc trái cà cũng được, hoặc là cắt xéo như Quỳnh Phương cũng được. Thì tùy ý thích của từng gia đình ha, thì mình có cái cách cắt nó phù hợp. Đây, để cho cà nó không bị thâm thì Quỳnh Phương ngâm trong cái nước muối mà mình pha loãng sẵn nè quý vị. Nó ngâm trong phần này để cái mủ cà nó ra thì nó không bị thâm. Thì mình cũng ngâm khoảng 5-10 phút. Rồi tiếp theo thì để cái món xả ngon của mình á, cái món mắm kho thì không thể nào thiếu sả. Sả với ớt. Đó, sả thì mình mua Phương mua sẵn rồi. Ở ngoài chợ mấy cô băm sẵn. Ớt thì mình còn trái, trái ớt nè, mình Phương băm. Thì tùy mình ăn ớt nhiều hay ít thì mình sẽ gia giảm cái lượng ớt này. Mình Phương thì băm nguyên trái luôn. Nó có vị cay cay nhẹ nhẹ cho cái món kho mà nó thêm hấp dẫn. Rồi. Rồi. Tiếp tục quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương cái này là chả chay. Chả chay thì Quỳnh Phương sử dụng 2 miếng. Nếu quý vị nào không thích ăn chả chay thì có thể sử dụng đậu hũ cũng được. Thì không sử dụng 2 miếng chả chay thì sử dụng 2 miếng đậu hũ. Rồi bây giờ Quỳnh Phương ngâm khoảng 5-10 phút rồi. Đó, mình ngâm nhanh thôi quý vị. Nó ngâm mà lâu quá thì nó mất cái độ giòn ngon của nấm. Rồi Phương để rổ á, cho nó ráo nước chút xíu. Rồi mình có thể xả lại dưới nước nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho ra một cái tô đi. Những cái nấm bự đó quý vị. Những cái nấm rơm to bự. Thì mình sẽ cắt ra làm hai cho nó dễ ăn. Nếu mà chọn được thì mình chọn những cái nấm nhỏ nhỏ thì mình kho nó sẽ ngon hơn, nó giòn ngon đó quý vị. Còn này mình mua cái dạng như mua xô vậy đó, có lớn có nhỏ, nên những cái nấm bự thì Quỳnh Phương sẽ cắt ra cho nó dễ ăn. Đây, cắt ra làm hai, to nữa thì mình cắt ra làm tư, rồi vậy là được rồi. Rồi bây giờ mình Phương sẽ vớt cái phần cà luôn. Quý vị xem cà nè, nó trắng tươi hả? Nếu mà chúng ta không ngâm thì cà nó bị thâm á. Cái màu, cái vỏ nó sẽ bị thâm, nhìn sẽ kém hấp dẫn hơn ha. Rồi, cái này là phần quan trọng nè. Cái này là mắm chay. Nó mắm chay nè quý vị. Quỳnh Phương mua ở mấy cái chợ miền Tây mình hay có bán á. Nó mình mua về là sử dụng được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên để bắt đầu mình kho nha. Mình cũng để khoảng 2-3 muỗng dầu á. Đợi cái chảo nó nóng nóng lên xíu, để 2-3 muỗng dầu vô. Rồi đợi dầu nó sôi nhỏ nhỏ lên thì mình sẽ cho cái phần sả nè, phần ớt nè. Đó, mình khử. Rồi mình phi cho cái phần sả ớt nè, nó vàng lên. Hơi vàng vàng là được quý vị. Bốc cái mùi thơm đặc trưng lên là được.
món này chấm với nhiều loại rau đồng á, rất là ngon. Chẳng hạn như là đậu rồng nè, hay là quý vị có thể chấm với rau dừa nước á. Đó, đó là đặc trưng của miền sông nước mình đó. Hoặc là bông điên điển. Rồi, cái này Quỳnh Phương cho 3 muỗng mắm chay. Quý vị có thể cho vào cái chén này, chúng ta cho một xíu nước vào, chúng ta quậy ra cũng được, rồi cho vào cũng được ha. Hoặc là để như Quỳnh Phương cho vào rồi mình để vô cái phần tỏi nè, mình xào luôn. Nó cho nó cũng rất là thơm ha. Nó hoặc quý vị cái phần mắm chay này mình còn nói một cái nữa. Mình ăn với bông súng á quý vị. Bông súng mà ở quê mình hay kêu bông súng ma, bông súng đồng nữa. Cũng rất là ngon nha. Chấm bông súng rồi bông điên điển rồi rau dừa nước á, rất là ngon. Rồi giờ mình Phương cho một chén chén nước mắm á, chén mình đựng nước mắm á, cho vào rồi mình đảo sơ cho nó tan cái phần mắm này ra luôn nè. Rồi bây giờ thì Quỳnh Phương sẽ bắt đầu cho cái phần nấm vô trước, chủ yếu là mình cho nó chín thì cả chín cái phần nấm luôn quý vị, vì chả chay là cơ bản mình cũng ăn được rồi, mình ăn sống được á. Và xin lỗi quý vị, mà mình mua về là mình đã ăn ăn được liền luôn á, cái phần chả chay á, nên mình để vô sau cũng được. Còn cái phần nấm rơm để cái đảm bảo an toàn sức khỏe thì mình nên kho cho nó thiệt là chín luôn. Cái phần nấm rất là trắng, nhìn rất là ngon quý vị. Rồi, bây giờ mình Phương cho thêm một chén nước mắm nước vào nữa. Đợi cho nó sôi lên, mình sẽ nêm nếm gia vị. Ở đây mình Phương cho một muỗng hạt nêm chay từ nấm vào. Rồi, bây giờ tiếp theo là đường. Đường thì Quỳnh Phương cho khoảng 2 muỗng, thì tùy khẩu vị của gia đình mình á. Mình nêm nếm lại cho nó vừa ăn nha. Đó, mình cho 2 muỗng đường vô, mình đảo sơ qua một cái. Nếu muốn ăn ngọt ngọt nữa thì cho thêm 1 muỗng đường nữa. Đó, các bạn có thể cho từ từ á. Đó, nhiều khẩu vị gia đình mỗi người mỗi khác nhau. Còn nếu mà có thấy mà nó hơi mặn so với cái khẩu vị mình á, các bạn có thể cho thêm một xíu nước vào. Đó, mình kho tiếp. Rồi, giờ mình Phương sẽ cho cà vào. Đảo sơn cái nè. Nó cho cà nó thấm gia vị luôn ha quý vị. Rồi, để cho nó có cái độ cay nhẹ nhẹ mình với cái màu sắc nó hấp dẫn hơn thì mình cho 2 trái ớt đập dập dập vào. Rồi, bây giờ thì Quỳnh Phương sẽ để nắp lại. Kho với lửa nhỏ khoảng thêm 5 phút. Vậy là xong rồi nè quý vị. Đó. Bây giờ mình sẽ cho ra tô và mình bắt đầu chấm rau ăn là được rồi. Thì mình để thêm một vài lá ngò. Các bạn có thể để rau răm lên thì nó sẽ hợp hơn ha. Bữa nay Quỳnh Phương không có rau răm, để cọng ngò lên nhìn cho nó có màu sắc đẹp hết quý vị. Vậy là cơ bản thì Quỳnh Phương món ngon tại nhà đã chia sẻ xong cho quý vị cái món mắm kho chay thơm ngon, đơn giản, dễ làm trong những cái bữa cơm gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.